mẹ nuôi Phi Nhung nói thẳng con rể hụt, Mạnh Quỳnh sự thật mất lòng. Danh ca Giao Linh từ lâu đã coi cố ca sĩ Phi Nhung như con gái. Chính vì vậy, trước mối tình sân khấu Mạnh Quỳnh, nữ danh ca cũng ưu ái gọi nam ca sĩ là con rể hụt. Mới đây tham gia chương trình giao lưu, chia sẻ kỷ niệm về giọng ca Bông Điên Điển, hai mẹ con đã có nhiều chia sẻ vô cùng thú vị. Mẹ nuôi Phi Nhung tiết lộ nhiều thông tin về con gái nuôi, đó là những chuyện đời, chuyện nghề khiến bà luôn nhớ mãi. Nữ danh ca tiếc cho một người vừa xinh đẹp, tốt bụng lại ra đi quá sớm. Trong khi đó Mạnh Quỳnh cũng thổ lộ có quá nhiều thứ ở người tình sân khấu khiến anh không thể nào quên. Khi cuộc trò chuyện đang sôi nổi, bất ngờ danh ca Giao Linh cho biết muốn nói một điều mà giữ mãi trong lòng về Mạnh Quỳnh, nhưng nay mới dám nói thẳng. Nhìn con rể hụt hồi lâu, bà mẹ nuôi Phi Nhung hỏi thẳng, Mạnh Quỳnh có biết con không ăn anh không? Câu hỏi bất ngờ nhưng cũng là một lời khen trực diện khiến ca sĩ Mạnh Quỳnh đứng hình mất vài giây. Anh cười trừ đầy ngượng ngùng, nữ danh ca vội tiếp lời, khẳng định ngoài đời Mạnh Quỳnh vô cùng điển trai, nhưng khi lên hình, độ đẹp ấy đã giảm đi rất nhiều. Trước lời nhận xét thẳng thắn của danh ca Giao Linh, MC Ngọc Hân đã phải thốt lên rằng, từ trước đến nay, fan luôn khen ca sĩ Mạnh Quỳnh soái ca, điển trai. Đây là lần đầu tiên có người chê Mạnh Quỳnh không ăn hình. Cuộc trò chuyện vui vẻ khiến khán giả thích thú, bật cười vì sự dí dỏm, thân mật mà các nghệ sĩ dành cho nhau. Tại buổi giao lưu, người tình sân khấu Mạnh Quỳnh đã đặc biệt gửi tặng Phi Nhung một ca khúc, anh dự định sẽ song ca cùng cô, nhưng không có cơ hội. Thay vì hát cùng con gái nuôi, hôm nay Mạnh Quỳnh thổ lộ muốn hát cùng danh ca Giao Linh, mẹ nuôi cố ca sĩ. Khép lại ca khúc, danh ca Giao Linh nói một câu khiến khán giả xót xa. Bây giờ có muốn biết tên Phi Nhung vào nữa, cũng đâu còn nữa đâu. Hát những bài hát này rồi, nhắc tới em, cô thực sự đau lòng lắm. Bởi một con người tốt như thế mà bọn chúng ta ra đi mãi trong hoàn cảnh quá đau lòng.